top 10 cổ phiếu Benny dễ tăng ít 2 Trong video này không chỉ nói về top 10 cổ phiếu Benny Mà em Thiện thấy là hiện tại mức giá hợp lý Mà em Thiện sẽ hướng dẫn mọi người cách mua cổ phiếu Benny sẽ có lãi mà không bị kẹp mà còn hợp lý ở giai đoạn bây giờ nữa cơ Vậy nên rất mong mọi người hãy nhấn nút thích video không Thiện Nhớ nút đăng ký kênh này nhé Và mọi người hãy nhớ rằng cái video này là một cái video Tất cả đều là sự suy tưởng cánh nhân của em thị mà thôi cho nên mọi người đừng có đề cao đề nặng cái vấn đề đúng sai đây nhá chúng ta cùng mang sự cầu tiến đi lên nhá đây là một số kênh liên quan đến uh, team người đọc chứng khoán và mọi hãy đăng ký kênh uh, người đọc club để ủng hộ những cái video buổi trưa nhá và hiện tại team người đọc chứng khoán cũng đang có tín dụng anh chị nào muốn tham gia hãy liên hệ số zalo ở đây hoặc là gửi gmail gửi cv vào đây để em thị uh, xem xét và tuyển dụng nhá và để không mất thời gian của mọi người Chúng ta đến với phần chính thôi Trong phần chính này em thì sẽ chia ra làm 3 phần Phần đầu tiên Phân tích về vi mô, vĩ mô Cô đang ủng hộ cho cái chuyện là chúng ta đầu cơ hay không Cái câu chuyện thứ hai Đó là về góc độ về thị trường Hiện tại có đang ủng hộ hay không Và cái thứ ba Là nên chọn cổ phiếu gì Giải quyết vấn đề đầu tiên chính là vi mô, vĩ mô Cô đang ủng hộ hay không Thì ta biết đó Hiện tại Những vấn đề về lãi suất huy động đang giảm lãi suất điều hành đang giảm và sẽ kéo dài đến hết quý 2 và có thể sẽ đầu quý 3 sẽ nhiều câu chuyện mới hơn nữa nhưng nhìn chung thì cái lượng tiền đáo hạn ngân hàng sắp tới đâu đó tầm khoảng quý 3 hoặc quý 4 này sẽ ồ ạt à, ồ ạt à chạy về và không biết đầu tư đâu cả sẽ tìm đến chủ chứng khoán sớm muộn mà thôi và với một cái tâm lý của nhà đầu tư lâu năm như thị anh mình thường biết rằng là những cái ông điều hành thì dùng những khoản thừa biết là cần phải làm gì để dòng tiền lên đinh ở phía bên ngoài đó phải chảy về trong chủ chứng khoán thì đi kèm đó nữa là tại sao phải chảy về có yếu tố một á là nền kinh tế hiện tại đang rất yếu và không có nhiều những cái kênh kiếm tiền khác ở ngoài chủ chứng khoán bất sản hiện tại cũng đang bị chững lại cũng đang gặp khó khăn hôm qua thì mình có gặp một cái doanh nghiệp doanh nghiệp gia đình thôi làm về cái cái men Cái men mà để làm cho uh, Vôi này Làm gạch vân vân á Thì cũng đang nói rất là khó khăn Khó khăn gấp Gấp hai gấp ba lần sau so dịch Covid Và hiện tại đang ở trong sóng đầu tư công nữa cơ Mà một cái doanh nghiệp Làm về cái sản phẩm ủng hộ cho bất động sản, ủng hộ cho đầu tư công như vậy Mà vẫn đang gặp khó khăn Thì nhiều doanh nghiệp khác Như là xuất nhập khẩu hiện tại như thế nào Nếu mọi người có xem Những cái chỉ số về 7 tháng đầu năm Tháng 7 vừa rồi Của À, tổng cục thống kê đưa ra thì hiện tại đang gặp một khó khăn nữa là xuất khẩu kém hơn nhập khẩu chứng tỏ là nhu cầu trong nước Việt Nam ta lại cao hơn so với nhu cầu thế giới điều này là một cái quả bom nổ chậm nha một video sắp tới thì sẽ nói về vĩ mô trong người về những vấn đề này nào là chỉ số số chỉ số CPI này nào là chỉ số bán lẻ này rồi là nhu cầu tiêu dùng này rồi kể cả những cái vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu nữa để mà hiểu rõ được 7 tháng vừa rồi chúng ta giảm lãi suất như nào và nền kinh tế khỏe hay là vẫn yếu chính vì những vấn đề như vậy chúng ta thấy được một vấn đề đó là làm sao để có tiền nuôi nhân công nuôi sự tồn tại của doanh nghiệp chắc chắn rồi phải tìm cách kiếm ra tiền nhiều doanh nghiệp thì họ không ở trên sàn chứng khoán thì họ phải tìm cách đó là làm sao để có đơn hàng dù bán lỗ cũng được và khi có đơn hàng rồi á thì họ sẽ là có cách để uh, trả tiền cho nhân công giữ cái sự hoạt động của doanh nghiệp. Còn một số doanh nghiệp uh, hiện tại đang ở trên sàn chứng khoán thì lại làm cách khác đó là kiếm tiền trên trường chứng khoán. Thì kiếm tiền như thế nào? Chúng ta cùng nhìn nhận về cách mà uh, mà cổ phiếu FRT một mã cổ phiếu báo lỗ cực kỳ lớn ở 6 tháng đầu năm và kể cả quý 2 lỗ đó tầm âm 400% so với cùng kỳ Nhưng cổ phiếu kéo tăng mạnh nhất ở nhóm ngành bán lẻ Thì mà thấy đó, cơ hội thì doanh nghiệp phải chớp lấy để kéo lên để tìm cách để kiếm tiền Và hiện tại vẫn chưa có một cơn sóng hưng phấn nào cả Một cơn sóng bên nhiều xuất hiện đây cả vẫn chỉ đang là dòng tiền tập trung ở những mã cổ phiếu trụ, những mã cổ phiếu có câu chuyện, những mã cổ phiếu mà nhiều người hướng đến như là Hòa Phát. Đúng mọi người như FPT, vân vâng, 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 hôm nay dòng tiền lại tập trung với một số mã phiếu như Vich, Vinhome, Đó. khi những mã phiếu này có câu chuyện liên quan đến cái việc à, lên sàn ở Mỹ, Hoặc dòng tiền tập trung một số mã phiếu bất động sản kỳ vọng như là Lovaland rồi kể cả như Phát Đạt, đồng người, Phát Đạt, vân vân, vẫn chưa tập trung mạnh ở những ngành Benny bán lẻ, Benny thường sẽ là đầu một cơn sóng tăng và sẽ đi ở cuối cơn sóng tăng và nếu như có những sự hứng phấn dòng tiền bắt đầu bí ở, ở vấn đề đó chọn mua cổ phiếu thì họ sẽ đổ về những mã phiếu penny đó dòng tiền bắt đầu dư dả hơn bắt đầu có lãi nhiều hơn họ sẽ tìm cách mua vui hơn ở mã phiếu penny và hiện tại những câu chuyện liên quan đến đốt lò hiện tại đã không còn nhiều nữa rồi không còn nhiệt nữa rồi đang bị hạ dần xuống rồi lắng dần xuống rồi thì cái việc đó là tự tin kỳ vọng một mã phiếu bên đó là có đang xảy ra biến số về thị trường hiện tại thị trường nó vẫn đang trong một sướng đó hướng trung hạn là tăng ngắn hạn thì có thể là sự điều chỉnh rung lắc nào đó quanh ngưỡng đó là ngưỡng một hai ba cho đến vùng một hai năm mươi tại sao anh thì nói như vậy cái này thì làm ra lúc buổi sáng này Bây giờ mình sẽ đổi lại từ vì thì thấy là đã có nhóm ngành Lít thị trường dẫn dắt thị trường trong vòng một tuần tới đó là nhóm ngành họ Vin họ Vin hôm nay có Vinhome rồi kể cả như Vinamilk thời gian vừa qua kéo này rồi kể cả nhiều nhóm ngành à, mà phiếu Vick cũng vậy và hôm nay một vài mà phiếu ban hiện tại đang có hiệu dục rệt rồi thì những yếu tố này cho thấy là hiện tại đang có nhóm ngành dự đí môi trường hoặc là kéo trường ta lên được những cái vùng phía trên này tạo sự hứng phấn cho trường trong xuống xuống ngắn hạn và ngắn hạn hoàn toàn có thể những sự rung lắc khi điều chỉnh gặp những vùng này thì chúng ta đã xử lý được những biến số về vĩ mô vi mô kể cả về thị trường rồi thì mấy là hiện tại vẫn có một cơ hội nào đó nhất định chống vì là kỳ vọng chúng nó sẽ lên hoặc chết thì chúng ta sẽ đi ngang và khi như vậy thì những câu chuyện chúng ta kỳ vọng ở những mã cổ phiếu nhóm ngành penny là khả thi, là cần thiết và quy tắc để đánh mà phía Benny có lãi và đánh mà phía Benny không bị kẹp và luôn luôn là người tỉnh táo thì như thế nào? Em thị là một người đánh mà phía Benny đa phần là chỉ đánh trong cái tư thế là lấy lãi rồi đánh vui thôi. thì đa phần tiện chất đa phần thì nha. em thị đánh chỉ có 10% phần trăm nv thôi. em sẽ ghi cho một số anh chị tùy cách anh chị thôi nhưng riêng thì là chỉ 15 phần trăm tức là một tỷ em thì đánh chỉ đánh đâu đó tầm khoảng 150 triệu thôi đa phần em thì chích lãi được cơ chứ không đánh nhiều như vậy nữa đâu đa phần em thì mua làm thì sẽ mua những cái đoạn đó là vẫn chưa kéo trần ở những vùng nền tích lũy và tuyệt đối không mua đuổi làm sao làm chúng ta phải là người để tiền chạy theo chúng ta đừng để chúng ta chạy theo tiền nhá phải nhớ một vấn đề nữa là biết đủ đúng và đủ cái này là đúng này cái này là đủ này tại sao mọi người khi mọi người biết đủ rồi á thì mọi người sẽ gạt bỏ đi những thứ xung quanh Tất động bọn mọi người và mọi người sẽ không bao giờ bị kẹt và mọi người sẽ không bao giờ bị vấn đề là how to die hoặc là chờ đợi nó hồi trở lại nhá và tuyệt đối tuân thủ các lỗ này Benny là mã phiếu luôn luôn xảy ra những sự bất chợt Bất chợt đây thì muốn nói đến đây Đó chính là những cái sự đốt lò Những sự bất ngờ về À, những câu chuyện không ngờ tới thiên nga đen dễ xảy ra bên đi cho nên mọi người phải thận trọng với những mặt phiếu này cho nên thì mới nói là chỉ đánh trọng cực kỳ thấp là như vậy nhá và đây là một cơn sóng sinh mà hầu như tất cả phiếu đều đánh như vậy cả sẽ luôn có một chu kỳ giảm giá tích lũy rồi kéo lên trên xong rồi phân phối rồi lại giảm giá lại rồi lại đi gom lại nếu mọi người có nghe câu chuyện của em thì nói về câu chuyện của lái bung mua bán như lái bung thì mình sẽ hiểu chúng ta hãy tập trung gom khi nó ở vùng rẻ và rẻ có thể rẻ hơn nữa hãy gom bằng cách có lý trí có kỷ luật có phương pháp và có kỹ thuật và hãy bán ra khi bạn cảm thấy đủ đủ tất là đỉnh chứ không ai nói là đỉnh cả đi qua đỉnh rồi mới biết là đỉnh khi ta biết đủ thì đó là đỉnh và thông tin sẽ là con dao hai lưỡi sẽ là con dao để đánh giá cổ phiếu ở vùng đáy, đã đá đây cứng hay chưa? Vùng hợp lý để gom hay chưa? Nó sẽ là con dao để đánh giá là vùng đỉnh, đã là vùng đỉnh hay chưa? Nó cũng sẽ là một con dao để lướt cổ phiếu lên trên, tăng giá và cũng ngược lại cho phiếu xuống giá. Và đã đá đánh penny thì phải như là một con sói, ngồi săn và chờ đợi. Chứ đừng để, chứ đừng để mà phải chạy đuổi theo con mồi. Mà thấy không? Có chạy đuổi thì chỉ ta đuổi, còn gì nữa? ngắn thôi không được rồi chúng ta bỏ Nha. ví dụ em thì mua mà cổ phiếu agm em thì mua ngay cái vùng dưới này đầu tiên em thì sẽ giải thích cho mọi người về câu chuyện tác động ở đó là giá gạo Về những câu chuyện về giá gạo nào về ấn độ à, cấm xuất khẩu gạo nào là câu chuyện về à, biến đổi khí hậu nào là câu chuyện về indonesia philippines và nhiều khu vực khác hiện tại đang mua giá gạo việt nam ta nhập khẩu rất là nhiều kể cả ý nữa em tìm thấy được nhu cầu đó em mình đã tìm mua những mã cổ phiếu xuất khẩu gạo trong đó có AMG là mã phiếu AGM AGM là mã phiếu xuất khẩu gạo rất là tốt và đây mã phiếu hạn chế cho giao dịch ở phiên sáng cho nên mình không khuyến nghị em chỉ mua tài khoản cá nhân thôi và mình thấy này chúng ta mua và chúng ta chờ đợi ở ngay vùng đáy này và chờ đợi kéo lên trên chứ không dại gì chúng ta mua và để để phải mua đuổi nó làm gì cả nhá đó đó do tầm sao em thì mua ngay vùng đáy này và lợi nhuận hiện tại đang ở mức rất là cao hiện tại và bảo phiếu hòa bình cũng là phiếu thì đang mua gom ngay vùng đáy ở mức giá cái phim vừa rồi, rồi phim thứ sáu Hay mọi người nhìn nhận về cái cổ phiếu đó là phiếu Lovaland một tháng trước nhớ nhá một tháng trước em thì đã mua bảo phiếu này ở vùng giá 14 bốn mười lăm và hiện tại nó đã đạt kỳ vọng chúng ta đề ra rồi nhá đây ngày 7 tháng 6 này chúng ta mua ở vùng giá 14.2 và bây giờ mà biết gì đó đang ở mức giá 19 Hay là cổ phiếu phát đạt Chúng ta mua ở vùng giá 14 Bây giờ Đã ở vùng giá 22 rồi Đúng không mọi người Quan trọng nhất chúng ta mua như vùng đáy Và mua gom ở đó Thì đó là cơ hội chúng ta Để chúng ta có một vùng giá tốt và kỳ vọng được Và mua thêm có những câu chuyện này mà ạ Mua thêm nhé Đây là mua thêm này Đó cái mua thêm này thì đó là những cái cách em thị mua là như vậy càng lên cao em thị sẽ càng không mua mạnh nhá càng lên cao thì sẽ càng bán bớt và thì chỉ biết đủ và đủ thôi và chỉ biết gom ở vùng dưới thôi và đánh cổ phiếu penny như vậy cổ phiếu l 14 bốn là bảo phiếu thì mua gom và đây có một mã cổ phiếu trong 10 mã phiếu này nghe chúng ta nên quan tâm l 4 thì mua gom ở vùng giá ở cái phiên Ờ uh, vùng giá bốn mươi uh, đúng không giá bốn mươi ba mình sẽ cho mọi người coi nhé l 14 này chúng ta sẽ không có những cái gọi là bịp bợm này cả tất cả đều sự thật hết đúng không, mọi người đây lời 4, mua gom giá 43, mua xem cái chạc này, đúng 43, 43.1 này. Đấy, chúng ta mua gom. Và hiện tại đang vùng giá 50 đúng không mọi người? Khá hấp dẫn. Chỉ mới T cộng 1 về thôi. Hiện tại còn gom được hay không? Và câu chuyện gì ở mặt phiếu này? Đầu tiên, anh thì muốn nói đến đây một mọi phiếu có tính chất lãi từ hồi anh 7 rồi. Hiện tại anh 7 không còn gọi là cư ngụ đây nữa. Nhưng nó vẫn có tính chất lãi. Nó tập trung ở lãi cổ phiếu ở chính khi thấy này đầu năm thì mà phiếu này cho thấy được là cho thấy được là cái dòng tiền của nó khá là mạnh dòng tiền này dòng tiền ngắn hạn hoàn toàn có thể linh động được nhá và chỉ thấy được cơ hội thôi là ngay giai đoạn ở ngày 30 tháng 6 này đó báo cáo thứ hai em thấy này dòng tiền được đổ qua rút lại rất nhiều và chuyển về cái vị trí là vị trí đầu tư ngắn hạn đầu tư có đầu tư chứng khoán hạn đầu tư ngắn hạn khác ngân hàng có kỳ hạn nè và một số cái khoản khác chúng ta không biết được nhưng chúng ta này hiện tại đang có nhiều dấu hiệu là 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 đang bắt đầu mua gom một phiếu rồi là có khả năng rồi và trước giờ anh L14 này luôn có câu chuyện gắn liền với mã phiếu đất rồi mã phiếu sale đúng không thì hôm nay tôi không biết là nó đang lái một phiếu gì đó thì có mua gom một thấy này và em thì em thì có mua vào phiếu này vùng giá 43 bởi những câu chuyện là nó đã có dòng tiền vào gom rồi vào tiền vào gom rồi và đây một phiên kéo lên khá mạnh mẽ vượt trên line và cũng như là đóng cửa trên trên đường mã 100 chúng thịnh có thể kỳ vọng được mà phiếu này. Và em Thịnh đã kỳ vọng là phiếu này sẽ kỳ vọng ngắn hạn sẽ lên giá 60 đến 70. Còn xa hơn sẽ lên vùng giá 80. nhá. À, vượt 80 sẽ lên được vùng giá 100 đó là kỳ vọng em Thịnh về mã phiếu này. Các lỗ sẽ xuống vùng giá 43 ngay cây cái cây vùng lớn xuất hiện. Đó như vậy ở mã phiếu này và thì ngày đây một mà phiếu chúng ta thể quan tâm được nếu như có những sự rung lắc của nó và có thể kỳ vọng được khi nó đã tích lũy khá là dài đây rồi và đó là mã phiếu đầu tiên trong 10 mã phiếu và đây sẽ là mã phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu MHC MHC là một mã phiếu phải nói là có tiền sử từng là lãi thần luôn rồi đó, nếu mà người đầu tư chứng khoán đầu năm phải biết câu chuyện này đấy thì hiện tại Nhân mục của MHC đó chính là Gasvist còn một số mà phiếu khác Chứng tỏ doanh nghiệp này hiện tại đang cho thấy được là Đang tập trung uh, lãi họ nhà anh Tuấn Mượt khá là chính Khá là nhiều Và cái sự tăng trưởng về doanh Gọi là cái danh mục đầu tư chứng khoán Hiện tại đã ít gần như ít 3 rồi Gần như nhé Gần như ít 3 rồi Thì hiện tại nhiều người thấy được cậu này Đã kéo phiếu này lên rồi Đó Thì đó là câu chuyện của một cái Tiêu sự của một lái thần là như vậy Hiện tại mà phiếu MHC cũng đang ở những vùng giá khá là rẻ Chúng ta so sánh nhé Cái đợt đó là đợt bắt đầu cho một cơn sóng Sóng tăng 515 Thì nó cũng đã từng ở vùng giá PTP uh, dưới 0.5 Và bắt đầu cho một cơn sóng tăng Thời điểm Covid cũng đã ở PTP dưới 0.5 và hiện tại cũng đang ở vùng giá PP dưới 0.5 Cũng đang ở một cơn sóng hiện tại Trung hạn hiện tại thì chúng ta không biết được là nó sẽ như thế nào nhưng cũng đang như sự tương đồng như vậy thì chúng ta hoàn toàn thể kỳ vọng được và một câu chuyện nữa là mã phiếu này hiện tại đang cho thấy rằng là những dấu hiệu về cái việc đó là là đầu tư cổ phiếu mạnh lên bắt đầu từ cái việc đó là uh, quý 4 này quý 4 này thì đang có những dấu hiệu quý 4 quý 3 bắt đầu từ tìm quý 3 bắt đầu quý 4 bắt đầu gom cổ phiếu dần này thấy không và thời điểm quý 1 là thời điểm mà thị trường chứng khoán bắt đầu chứng lại nha là bắt đầu gom đạt đỉnh này chứng khoán gom đạt đỉnh này và đã có nhiều dấu hiệu chốt lời dần rồi này đó thì mình thấy được rồi cái danh mục hiện tại của MHC hiện tại đang khá hấp dẫn là như vậy nhìn không đã biết rồi đang có nhiều là x3 tài khoản rồi và chính vì yếu tố đó cho nên dự phòng là mở phiếu này đang thấy ý chí hiện tại đang lái nó muốn kéo ra chính rất là cao giá 8 nó chính và vượt được vùng giá 7 thì cậu lên giá chín rất là cao Và tiền đã vào gom rất mạnh rồi Đấy Hiện tại thì đã có hai phiên trần Trần ở đây là tại vì là báo cáo chính ra Và nhiều những cái nhà đầu tư thấy được cội Ở vị đầu cơ mà phía này đã vào gom Cho nếu như mọi người thấy cội Thì mọi người có thể gom nếu như nó có những sự rung lắc như thế này Đó, thì kỳ vọng lên trên này được nhá Hiện tại tiếp theo đó là một mã phiếu mà phiếu Hoàng Gia Lai Hoàng Gia Lai mà phiếu trước giờ cũng mang danh về những câu chuyện ở lái rồi uh, trèo lái cổ phiếu Ở thời điểm mà nhớ nhất câu chuyện đó là về heo ăn, uh, heo ăn chuối này Cho đến câu chuyện đó là uh, bùng nổ lợi nhuận này Đó nhiều câu chuyện gần đây nhất là như vậy Thì gần đây nhất hiện tại câu chuyện gắn liền với hiện tại đó là Giá lợn Trung Quốc đang tăng tỏa ấy trở lại sau khi những chính sách của Trung Quốc hiện tại được bơm ra thì hiện tại đang hiệu là trở về lại những cái vùng đó là vùng tháng 7 tháng 7 của cái thời điểm đó là thời điểm 522 nếu như về như vậy thì có cũng có khả năng là tác động lên giá lợn Việt Nam ta sẽ kéo lên hiện tại giá lợn Việt Nam ta hiện tại nhá là đường màu vàng này hiện tại đang đâu đó so với tháng 7 522 là tôi mới nói về quý 3 nha hiện tại đang không tốt tức là sao mọi người hiện tại vẫn đang quan vùng giá 60 x nhưng tháng 7 thì là trung bình từ 65 cho đến 70 Đó Thì nếu so sánh về giá bán thôi Là đã thấy là không hấp dẫn rồi Về quý 3 rồi Đó nhưng mà kỳ vọng là giá lợi Trung Quốc tăng tăng mạnh như thế này Thì câu chuyện kéo lên của Việt Nam ta sẽ có Nha Thì đó là câu chuyện về giá lợi Còn nói sâu về báo cáo chính Thì hiện tại Doanh nghiệp này Trong quý 2 vừa rồi ghi nhận là lãi sau thuế Lợi nhuận sau thuế là uh, 113 tỷ 113 113 tỷ đúng không? Đấy. Thì 113 tỷ này á thì uh, thực sự là 113 tỷ thiệt. Tức là trong về hoạt động kinh doanh thuần của nó nhá, thuần của Hoàng Gia Lai là về có việc đó là chuối này, heo này, vân vân này thì đã ghi lợi nhuận rất tốt từ hoạt động kinh doanh của nó. Đấy, thì chứng tỏ cho nghiệp này hiện tại đang cho được là là làm ăn trở lại rồi, ok ăn rồi ghi nhận ok rồi đó chứng tỏ là cái lợi nhuận này là lợi nhuận thật nhá lợi nhuận thật này còn nói doanh thu này nhìn sâu này doanh thu thấy là hiện tại doanh thu về bán heo hiện tại là có là có mà tốt hơn cả năm ngoái nữa chứng tỏ gì mọi người chứng tỏ những lời mà đầu năm bác Hưng cứ nói là bác Đức bác Đức cứ nói rằng là uh, chúng tôi sẽ tập trung vào bán chuối thì cũng có bắt tập trung bán chuối nhưng bán heo hiện tại vẫn tập trung khá mạnh và tăng gần như gấp đôi so năm năm trước đó là tốt nha doanh vâng thu tăng gấp đôi vậy là tốt đấy với giá heo hiện tại đang có dự tăng và tạo đáy như vậy nữa đó thì đó những vấn đề em tiện năng chia sẻ mọi người là như vậy nhưng một rủi ro mà phía này về báo cáo doanh nghiệp về báo cáo uh, cơ bản hiện tại là doanh nghiệp bị nợ quá nhiều nợ quá nhiều đó cái vấn đề nợ này á là được nhiều ngân hàng được nhà nước cho phép chấp nhận cho vay tại vì sao? Tại vì câu chuyện liên quan đến gọi là uh, đất Lào và đất Việt Nam nếu như nếu như nha Trung Quốc phụ sóng ở, ở ở quanh cái bên rìa bên rìa Việt Nam nó quá nhiều tức là Trung Quốc hiện tại đang nhăm nhăm mua đất Campuchia mua đất Lào rất là nhiều và thuê á thuê đất rất là nhiều và thuê sát bên đất của Việt Nam luôn thì đó rủi ro ở câu chuyện đó là nếu bùng ra một cái gì đó xảy ra thì thì cái việc mà xâm lấn hoặc là đi qua thì đi qua Việt Nam ta rất dễ dàng và và rất là rủi ro chính vì thế cái việc mà nhà nước chính phủ hiện tại không cho doanh nghiệp này phá sản không cho doanh nghiệp này gặp khó khăn buộc phải cho doanh nghiệp này sống là có ăn xảy ra câu chuyện này mang tính thuyết mưu anh chị nào rảnh hẹn thị gặp phim thì chị sẻ thật cho vấn đề về doanh nghiệp này thì và nó tìm hiểu khá sâu vấn đề này thì nó như vậy cho nên là nhiều khi thấy được là doanh nghiệp này làm cũng rất là chỉ trả nợ thôi nhưng mà có thể nợ của nó sẽ được quy vào một cái vấn đề khác nói về định giá doanh nghiệp thì hiện tại vẫn đang thấy là định giá hấp dẫn ở so với hiện tại về p, &P nhiều thứ cho nên thì vẫn đang kỳ vọng lên được mức giá ở mức giá tầm 10 11 được chính vì thế hiện tại em thì đã có mua vào trong ngày hôm nay mua mức giá đó là uh, mức giá chính thật sự chia sẻ thật luôn hiện tại đang lỗ luôn đó À, trước đó đã mua mức giá là mức giá 7 cho đến mức giá 8 rồi hồi đó hồi nó trước đó mua cái này nha nhớ nha đó, hôm nay mua trung bình thêm một cái này em thì nghĩ rằng là sẽ vượt lên giống như mà cổ phiếu đất xanh á đất xanh hoặc là mà phiếu Novaland vượt vượt cái này, này vượt uh, cái đường trên này này đó nhưng mà anh là không vượt được đó cho nên thì uh, tiếp tục vẫn kỳ vọng thôi không bị gì phải sợ mà phiếu này cả vẫn kỳ vọng sẽ lên được hiện tại thì mình vẫn đang kỳ vọng sẽ lên được mức giá tầm giá 10 tôi đi lại quanh vùng này đó và tạo một cái gãy rũ đây, sau đấy lên tiếp Chính vì thế thì nói được tiền vào đã có rồi Tiền vào đã có rồi Đó Và hiện tại vùng hỗ trợ khá là cứng Quanh vùng giá 8 Em thì nghĩ như vậy Cho nên là đây mọi phím thì có thể kỳ vọng được Và có thể um, Đánh trong cái năm này được Đó Cái đó chia sẻ em thiện về bảo phiếu Hoàng Gia Lai Nếu mà thấy hay Nhớ thích vùng ông Thị Nhớ luôn kênh ủng hộ ông Thị nhá Tiếp theo đó là mạo phiếu TTF 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 là một mạo phiếu Em thì muốn nói đến đây Đó là về cơ cấu doanh nghiệp nhá việc uh, cơ cấu tài chính tức là sao mọi người tức là hiện tại doanh nghiệp này đó doanh nghiệp này trước đó là một đống hỗn lộ đó rất nhiều những vấn đề xảy ra từ câu chuyện liên quan tới Vinh đúng không mọi người sau đó thì có một uh, cánh tay bước bước tay vào để giải quyết vấn đề này đó và đưa doanh nghiệp này trở về là một cái đống không còn nhiều hỗn độn nữa đấy nhưng điểm rơi lợi nhuận vẫn chưa có và sinh ra lợi nhuận vẫn chưa có nhiều chưa có nhiều đó thì chính vì yếu tố đó cho nên là những cái việc về giảm nợ đang có sự hiện này đó, trước đó là nợ rất nhiều và và sau đó một cánh tay đưa đưa vào là cứu doanh nghiệp này và giảm nợ cho doanh nghiệp này rồi cánh tay đó đến từ những cái con người như là đinh thị kim dung đấy à, mai hiệu tính là những con người này là những cái cái vị đã vào go vùng giá 4 đã bốn rất là nhiều đó thì để mà nói hiện tại nhé thì à, kim dung đại hiệp của số tiên đó là của số tiên số tiên Sài Gòn này nè à, hiện tại đang gom đang gom đâu đó em thì nghĩ là quanh vùng giá tầm khoảng giá 4 cho đến giá năm thôi quanh vùng này là mức giá trung bình rồi và hoàn toàn thấy lướt được quanh vùng giá này à, ông hiệu tín Mai hiệu tín cũng là ông một trong những người mà gọi là dẫn dắt doanh nghiệp BHR đây đánh khá là tốt và phát triển khá là tốt và mình tin rằng là à, ông Mai hiệu tín này sẽ dẫn dắt doanh nghiệp à, TTF hồi sinh được chính vì thế thì kỳ vọng là, là với hai cái cánh tay của hai người này sẽ đưa TTF hồi sinh trở lại được trước mắt chúng ta kỳ vọng là 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 lợi nhuận từ cái việc đó là hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh sẽ trở lại và trở lại mạnh mẽ hơn đó kỳ vọng như vậy đó. Và trước mắt thì chúng ta là hiện tại về việc doanh nghiệp nhé, đã thấy tiền vào này tiền vào tiền vào và tiền vào và tiền vào đây hầu như là tiền vào đến từ từ những Uh, đại hiệp vừa rồi thì đều đã nói rồi những đại hiệp đó thì uh, những đại hiệp đó thì thì nghĩ rằng là, là nếu như có sở thích đó là lướt cổ phiếu thì chỉ ít phải kéo giá 8 thì vùng giá 8 là một vùng giá 8 dễ lướt tại vì hiện tại từ năm giá 8 cực kỳ đơn giản muốn sống muốn sống đầu cơ nhá đó cho nên nếu như mọi người có kỳ vọng hãy kỳ vọng là lên được tầm khoảng giá 7 giá 8 và mọi người hoàn toàn thể là mua và kỳ vọng các lỗ ở giá giá 5 hiện tại thì đang mua bằng phiếu này ở vùng giá 4.7 4.7 mọi người đã xem video hoặc là trong room cộng đồng thì mọi người đã biết rồi đúng không chúng ta cùng mua và tham gia cái điều này thì mình đang kỳ vọng là sẽ lên được mức giá tầm giá 7 hoặc giá 8 với câu chuyện là dòng tiền đã vào và ý chí hiện tại đang muốn đánh lên thì đó là mã phiếu TTF tiếp theo đó là mã phiếu DRH DRH là một mã phiếu mà nó là vào câu chuyện đó là đó là liên quan đến trèo lãi cổ phiếu KSB DRH là một cổ đông rất là lớn của mã phiếu KSB mà cổ phiếu KB là một mã phiếu cung cấp về đá cho đầu tư công rất là lớn nhé. Uh, KB là một khu vực là một doanh nghiệp mà cung cấp về đá cho đầu tư công gần như là cả khu vực miền Nam đó. Và hiện tại mức giá trung bình của DRH uh, gom mà phiếu KB em thì nghĩ đâu đó là quanh vùng giá dưới 20. Thì em thấy là từ 516 đã gom rồi mà toàn gom vùng giá 13 và chưa thấy hiệu là bán ra, đều gom và cứ gom và tăng lên mà tăng, tăng sự gom rất là nhiều. Đó, chính vì thế cái việc mà mã phiếu hiện tại này cũng đang ở mức giá P trên Đó, PNP hiện tại nhá. Hiện tại đang bằng với hai đợt uptrend tấy upchain up trước đó. Này. Cái thời điểm upchain của thị trường chúng ta lên một vùng uh, 1 hai của 517 này. Đó thì cũng đang quanh vùng đó. Hay là đợt Covid này cũng đang quanh vùng đó luôn. Đó. Còn thấy không? Và bên bên tại đang 0.58. và Thiện kỳ vọng là sẽ lên được mức giá BNP 1. Nếu BNP 1 thì hoàn toàn lại mức, lên được mức giá đâu đó tầm khoảng Em nghĩ nhá, tầm khoảng uh, uh, 15 16 17 gì đó, quanh vùng đó. Đấy. Thì đó tùy góc nhìn cổ phiếu đánh như nào thôi. Nhưng mà nếu nó đã đánh như vậy rồi á thì khả năng rất là cao là nó đang có ý chí kéo lên vùng giá 10 cho đến vùng giá 15. Và nếu mà người đã xác định mua bằng phiếu này thì mọi người hãy mua gom quanh vùng giá tầm dưới 7 hoặc là quanh vùng giá 6 và các lỗ ở thông giá 6 và kỳ vọng là vượt khỏi ba đợt sấy thịt từ đây. Đó, một đợt sấy thịt này, hai đợt sấy thịt này và ba đợt sấy thịt từ đây. Ba lần kiểm tra đường trên line chưa vừa được đó thì chúng ta nhìn nhận như vậy và nếu vượt lên được thì chúng ta sẽ mua thêm thì cơ bản về mặt phiếu là như vậy và đã tiền vào gom khá mạnh một dưới này rồi đấy thì đó là một cái vấn đề về mã phiếu uh, TRH cũng là mã phiếu thì đã chớ mọi người một cái điều chúng ta mua vùng giá 5.8 đúng không mọi người nhớ không chúng ta mua vùng giá 5.8 này 5.8 mà hiện tại đang ở vùng giá nhiều mọi người đang ở vùng giá 7.4 rồi không biết mọi người đã chốt lại chưa nữa Tiếp theo đó là mã cổ phiếu HEI <laughs> Đó nghe tên thấy hơi đọc hơi mệt rồi Mã phiếu này cũng là mã phiếu mà cái biên độ upside, cái biên độ tăng nó khá là kinh khủng Đấy Nếu mà lên được vùng giá trên này thì không biết là upside cỡ nào đúng không mọi người đó, Nhưng mà nhìn nhận một chút vấn đề là hiện tại cũng đang đánh vào câu chuyện là PNP đang ở đáy Đó đang ở vùng đáy Đấy 120 này Và còn thấp hơn ở đáy 120 luôn mà thấy không Thấp hơn luôn đó, Thì đó là một cơ rất lớn để chúng ta kỳ vọng ở mã phiếu này và mã phiếu này cũng đã lộ luôn uh, nhà cái đâu nhà cái này chính là mã phiếu đó là an phát đó mã phiếu uh, an phát đó là một cổ đông rất lớn của mã cổ phiếu này và tập trung gom mã phiếu này ở vùng giá thì nghĩa là quanh vùng giá đó là vùng giá uh, dưới 8 rất là nhiều cho nên nếu như ý chí của lái muốn đánh lên thì hoàn toàn ở một cái vấn đề là phải kéo lên trên vùng giá 8 và mã phiếu này đã có dự là gom vùng vùng đáy một rồi đó và đang tạo vùng nền 2 để đánh lên vùng nền thứ ba thường của phía sẵn một vùng nền A B C A B C đó mọi người A và B và C và đây em thì kỳ vọng là một cái nhìn vùng đánh lên vùng đá C và đánh C hiện tại thì lên giá 8 giá 8 là 10 chốt thoải mái rồi 5 đến 8 cũng đã gần gần ít hai rồi đúng không người còn nếu như mọi người kỳ vọng hơn nữa thì lên được mức giá tầm giá 10 hoặc là 10 10 quanh giá 10 thì ít hai được khoảng rồi đó tùy mọi người hiện tại thì gom khá là mạnh khá là mạnh quanh vùng này vùng này và hiện tại tập trung gom chủ yếu là AA gom trung bình giá. Quanh trung bình giá đây là những cây AA gom này nhá. Thì đó là mã cổ phiếu liên quan với uh, H I. I. Ok cho mọi người? Tiếp theo, một mã phiếu liên quan đến những câu chuyện về một uh, doanh nghiệp đã từng đã từng ở một vùng giá rất cao, đã từng có nhiều câu chuyện vẽ vời ở doanh nghiệp này. Nhưng mà hiện tại thì đang gặp khá, khá nhiều khó khăn. Đó mã cổ phiếu PLP đây là một mà cổ phiếu mà đang đánh vào câu chuyện đó là giá nhựa giá nhựa Trung Quốc hiện tại đang kỳ vọng tạo đáy chúng ta đang đánh vào câu chuyện đó đó đang hiệu thôi hồi tăng trở lại tạo đáy và câu chuyện uh, tăng tạo đáy như này mà về được những vùng phía trên này khả năng mà phiếu PLB sẽ đứng lợi hiện tại mình thế này về giá nhựa BBC uh, BVC hiện tại cũng đang hiệu tạo đáy hồi này này còn về giá nhựa đường uh, 60 70 không biết là uh, mà phiếu PP có sản xuất cái giá sản xuất cái, cái cái gọi là cái cái nhựa này không nhưng mà hiện tại em thì không có số không có quá nhiều cái số liệu liên quan đến giá nhựa em thì lấy đại cái giá nhựa này thấy được hiện tại cũng đang hiểu là là chứng lại nhịp giảm rồi kỳ vọng là sẽ cố gắng chứng lại quanh vùng này để có thể quay đầu tăng trở lại về cái mức định giá PP hiện tại, book value hiện tại cũng đang ở vùng đáy luôn rồi, sát những vùng đáy của nó rồi, bằng với thời điểm đáy covid luôn rồi, đó, thì mọi người hãy nhìn nhận về mã phiếu này. một mã phiếu hiện tại đang cho thấy là cái định giá khá là rẻ. Vì một doanh nghiệp có những cái đặc thù riêng về kinh doanh của nó. Không nhiều doanh nghiệp làm về cái hạt nhựa, không nhiều doanh nghiệp làm về những cái bột như là mã phiếu PLP. Đó cho nên đây một doanh nghiệp mà có những cái hoạt động kinh doanh đặc thù và riêng biệt của nó. Cho nên mọi người có thể kỳ vọng được mã phiếu này nếu như mọi người muốn gom, hãy canh gom quanh vùng giá giá 5. Giá 5 nhá. Và các lỗ đó thủng 5, thủng 5. Đó, tại đây một cây breakout khá uy tín thủng năm thì khả năng rất là xấu kỳ vọng lên là 8 cho 9 đó, gần nhí thai rồi tùy mọi người thôi tùy mọi người kỳ vọng đó thì mình thấy rằng là, là cái góc nhìn về mã phiếu này là như vậy thì tiếp theo đó là một mã phiếu mà mang tính không nhiều hiểu biết lắm về cái doanh nghiệp này nhưng mà trước giờ đều thấy là mã phiếu này lái rất là mạnh đó là phiếu AMV đây là mã phiếu mà cũng liên quan đến ngành y dược nhưng mà sao nhiều mà phiếu dược khác tăng rất điên cùng như là Dược à, như khẩu giang này hay là ibp vân tăng rất là điên nhưng mà sao mà phiếu này lại bị chấn lại như vậy không biết là đặc thù như thế nào về hiểu rõ hơn về doanh nghiệp này thì vẫn chưa chưa phân tích nhá về mức định giá hiện tại là mức giá thấp nhất trong vòng 10 năm mức định giá hiện tại về p p nhá thấp nhất trong vòng 10 năm một thấy không thấp nhất trong vòng 10 năm cho nên mình kỳ vọng được là một phiếu này hoàn toàn tại những câu chuyện của nó tuy vì là tích lũy quanh vùng giá 5 đó, và kéo lên ở trên những vùng giá tầm 7 8 x hai từ khóa và cắt lỗ hết thủng nền nền 4 Ok cho mọi người thì hiện tại vùng nền 4 đó là vùng này mà gom rất mạnh ở vùng dưới này rồi đó tiền vào gom quanh giá 4 rất là nhiều thì đó là những câu chuyện tiền kể cho mọi người về mã phiếu AMV là như vậy cuối cùng đó là một mã phiếu đó là mã cổ phiếu à, mã phiếu HVH VHVH VH là một mã phiếu ăn theo với mã phiếu Vinhome hôm nay tăng khá là mạnh mã phiếu này là mã phiếu mà nhìn nhận chung một vấn đề đó là cũng đang ở vùng giá PMP khá là thấp đấy à, dòng tiền cũng đã vào gom đâu đó quanh khoảng gần một năm đây rồi tức là dòng tiền này đang gom quanh vùng này đó không thể chối cãi được nhìn từ đây biết rồi đang gom, đang gom quanh đây rồi và chưa bị bán ra cho nên chúng thấy được là dòng tiền đang gom ở đây đây là vùng giá tầm giá, à, gần giá 5 cho giá năm luôn đi mà kéo lên vùng giá 6 à, tức là lúc anh thịnh làm làm cái nội dung này đang ở vùng giá tầm giá 6 em thì mốt đét lại vùng giá 6 6.5 nha là mới tăng một giá thôi theo mùi nghĩ theo mùi nghĩ nhá đã dừng lại nhịp tăng hay chưa em thì nghĩ sẽ vẫn còn đó cho mùi hãy quan tâm thử mạo phiếu này ngắm nghĩa thử nhá đây là mở phiếu em thì đánh giá không cao nhưng mà cũng là mạo phiếu quan tâm thử ngoài ra chúng ta coi được một số mạo phiếu như là mã cổ phiếu NRC uh, cũng là mã phiếu ta hiện tại đang ở mức giá 7 rồi đang ở vùng sát đáy thời điểm mà bằng với trường hiện tại chúng ta phải lên với giá 15 giá 10 hiện tại bảo phiếu này nha người thấy này đang là bảo phiếu mà chúng ta mua ở vùng giá tầm 5.8 58 vùng này hiện tại lên vùng giá này rồi thì thấy là mức lợi nhuận chúng ta kỳ vọng đã có quá khủng luôn mọi người 24 phần trăm rồi đấy mọi người kỳ vọng được nhá thì số một như vậy thì uh, bây giờ chúng ta dành một chút thời gian để nói về trường một tí hiện tại trường ta nhá đang nói là dòng tiền kéo khá mạnh đóng cửa trên được những cái vùng đó vùng à, một nghìn hai trăm hai mươi điểm rồi dòng tiền này tăng mở gáp luôn đó thì không biết là dòng tiền ý chí hôm nay có như thế nào nhưng mà thấy tăng mở gáp này chứng tỏ rằng là, là đang fomo khá là mạnh ở đoạn phía trên này hiện tại thì là ở cái chạm một giờ là thấy rằng là đã phá hiệu phân kỳ luôn rồi quá nhiều hiệu tích cực cho vấn đề là chúng ta còn đánh một nhịp nữa cho nên nhá thì chúng ta hoàn toàn thêm một nhịp cố gắng kéo lên được cái vùng đó vùng Uh, 1250 cộng trừ Tại vì sao tại vì vùng này cũng là vùng kháng cự trước mắt này đồng thời đây còn một cái đường trên line nữa xin mọi người đây đây có một cái đường trên line của nó nữa nếu mà về những vùng phía trên này thì ta thấy được là cái nhịp về chúng ta sẽ gặp rung lắc và đi ngang ở vùng này rất là cao tức là sẽ như thế này đó sau đó rồi nhất dễ một phiên kiểm tra đường mãi mươi mọi người nhớ nhá đường mãi mươi sẽ kéo lên em thiện view trường như vậy hiện tại thì chúng ta vẫn thấy là câu đầu tư chúng ta vẫn đang rất là khởi sắc và chúng ta đã có những cái điều khá là đẹp, khá là hoàn hảo như là một phiếu Loverland rồi là cái cái phát đạt, sang được cái cái một số mã phiếu khá khỏe để đánh giá như là mình đánh giá như là một số mã cổ phiếu uh, uh, chúng ta đã có sự như là VBank cũng vậy này hay là tr này quá khủng luôn mọi người kéo rất là điên cùng đó thì mình đánh giá là hiện tại trường đang rất khỏe và có chính cũng là cơ hội để chúng ta Sang lọc cổ phiếu bán cổ phiếu yếu và mua cổ phiếu mạnh góc nhìn tại như vậy và cơ hội để chúng ta mua được những mã phiếu penny ở vùng giá hấp dẫn vùng giá gom của lãi thì đó là cơ hội để chúng ta khi trường chỉnh là như vậy còn về góc độ phái sinh tại nhá thì hiện tại thì nghĩ là sẽ còn một nhịp lên kiểm tra vùng đó là vùng một hai năm trừ nữa cơ chúng ta nhìn về chặt ngày này em thấy này cái vùng một hai trừ sẽ là cái vùng mà 1250 sẽ là vùng mà chúng ta thấy là là, là 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 là, gặp khá nhiều vấn đề ở vùng này đó, khá nhiều vấn đề ở vùng này nó sơ vùng như vậy thì uh, chúc mọi người uh, ngày mới vui vẻ phúc gia đình nhá và chúc mọi người rằng là, là xem video âm thiện có thể tiếp tục uh, tăng được những vấn đề về đầu tư của mình mở rộng được tài sản của mình và kiếm nhiều tiền cho chứng khoán nhé xin chào mọi người nhé